Hi, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh CCA Channel và mình là Lộc. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với dự án Passenger và mình sẽ cập nhật một số thông tin của dự án này để cho anh em nào chúng ta quan tâm về dự án được biết. Và nếu anh em nào chúng ta chưa biết về Passenger thì đây là một cái ứng dụng mạng xã hội dành cho các nhà sáng tạo, dành cho các chuyên gia. Ở trên đây thì chúng ta có thể sáng tạo về nội dung của blockchain, của NFT hay là ở trong thị trường crypto để các bạn có thể nhận được từ phần thưởng của dự án nè, hay là từ tiền tươi. Tuy nhiên thì đây là một cái nền tảng không chỉ dành riêng cho những nhà sáng tạo, những người có sức ảnh hưởng mà các bạn vẫn có thể tham gia dưới hình thức là thành viên. Đó, các bạn tham gia vào nền tảng chúng ta có thể xem những nhà sáng tạo, những người có kinh nghiệm chia sẻ những cái kiến thức ở trong thị trường, những cái kiến thức mà họ biết. Đồng thời các bạn cũng có thể nhận được các cái phần thưởng như là đồng token của dự án thông qua các cái sự kiện mà dự án tổ chức ha. Và hiện tại ứng dụng này đã cho phép chúng ta download ở trên cả hai cái nền tảng, đó là Android và iOS, nên là anh em nào chúng ta muốn test trước cái ứng dụng này, chúng ta muốn trải nghiệm cái ứng dụng này thì chúng ta có thể download. Còn lại về chi tiết hơn thì các bạn có thể xem lại video review của mình ở trên kênh CCA. Và trong video review này mình cũng đã có nhắc đến một cái sự kiện, đó là Passenger sẽ hợp tác với nền tảng GameFi.org để chuẩn bị mở bán một cái đợt IDO ha. Đó, nếu như anh em nào chúng ta quan tâm về dự án thì có thể tham khảo qua cái sự kiện này. Về token của dự án sẽ là đồng Ego ha, và đồng Ego này mình cũng đã có thông tin đến cho các bạn trong video review trước. Về thông tin của đồng token này thì sẽ có tổng cung là 333 triệu token ha, không phải là 1 tỷ token như trong video review của mình trước. Đó thì ở đây dự án đã cập nhật ở trong phần wallpaper sẽ có tổng cộng là 333 triệu token. Về số vốn dự án ra được là 4,7 triệu đô ha, còn về các cái vòng mở bán thì các bạn có thể tham khảo trong cái phần wallpaper của nó trong phần tokenomics. Sẽ có 3,3% sẽ được mở bán ở các cái vòng IDO trên các cái nền tảng là spot ha, như là cái nền tảng GameFi.org sắp tới đây. Đó, sẽ có 4% TCE và vesting trong vòng 6 tháng. Còn lại phần lớn token sẽ dành cho việc trả thưởng ở trong nền tảng và marketing, và sẽ có 8,5% sẽ được list ở trên các cái sàn DEX và sàn CAC ha. Ngoài ra thì dự án này còn có một số partner và hỗ trợ rất là lớn như là Polygon Chain nè, hay là Consensus ha, một cái công ty đã phát triển ra ví MetaMask mà chúng ta hay sử dụng đó. Cộng thêm đó là nhiều cái VC lớn khác. Đó nên là cái dự án này cũng khá là tiềm năng ha. Về việc sở hữu token này thì chúng ta sẽ có nhiều cái quyền lợi của dự án này, cũng như nếu mà dự án tăng trưởng thì chúng ta cũng có thể nhận được lợi nhuận trong tương lai. Còn về vấn đề đầu tư thì mình cũng không có khuyến khích các bạn đầu tư ha, đó chúng ta nên là tham khảo dự án trước, chúng ta nên tìm hiểu dự án trước thật là kỹ, test về cái nền tảng này, test về cái app, cái ứng dụng của nó xem là nó hoạt động như thế nào, nó hoạt động ra sao thì chúng ta mới quyết định đầu tư. Rồi, về cái sự kiện IDO này, nếu mà anh em nào quan tâm thì các bạn có thể lên trang gamefi.org để xem ha. Trong cái mục Launchpad nó sẽ có cái sự kiện này đầu tiên, và đường link này mình cũng sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn ha. Hiện tại lúc mình làm video này thì còn khoảng là một ngày 18 giờ nữa sẽ bắt đầu phiên IDO. Về thời gian IDO thì sẽ có là 3 vòng, gồm đó là vòng reorder nè, vòng đảm bảo và vòng FCFS, ai đến trước thì sẽ được mua trước ha. Về giá bán của đồng token Ego trong phiên IDO này sẽ là 0.06 BUSD trên một token và sẽ có tổng cộng số lượng là 200.000 đô token ha. Về lịch vesting thì chúng ta sau khi mua IDO sẽ được là TCE đầu tiên 40%, sau đó là sẽ trả dần trong vòng 6 tháng, cũng rất là nhanh ha. Rồi quay lại với các vòng mở bán IDO thì chúng ta sẽ có 3 vòng chia ra làm 2 ngày. Hai vòng đầu tiên gồm vòng reorder và vòng là đảm bảo sẽ dành cho danh sách wallet, những người dùng đã trúng wallet trong cái dự án này. Ngoài ra khi chúng ta stack thêm đồng token Gafi, đồng token chính của nền tảng GameFi thì các bạn còn có thể nhận được thêm suất để chúng ta có thể mua được cái vòng đảm bảo này ha. Về cách stack Gafi thì chúng ta có thể nhấn vào phần là stack more Gafi ở đây. Nó sẽ chuyển chúng ta tới cái trang staking đó, sau khi các bạn kết nối với ví MetaMask nè thì các bạn sẽ có một cái tài khoản như thế này ha. Ở trong tài khoản này thì chúng ta có thể là setting về Twitter này, kết nối Twitter, Discord hay là các cái trang mạng xã hội của các bạn. Sau đó chúng ta nhấn vào cái phần là stack nè. Đó, ở đây nó sẽ có nhiều cái cấp độ khác nhau ha, từ là 20 Gafi cho đến là 500 Gafi trở lên. Đó, thì càng nhiều cái số lượng Gafi stack vào thì chúng ta sẽ có thể nhận được cái suất allocation càng cao ha. Và những cái suất này được gọi là suất đảm bảo để chúng ta có thể là mua tất cả những cái phiên IDO ở trên GameFi. Với tối thiểu 20 Gafi stack vào thì chúng ta sẽ có thể nhận được cái allocation là 60 đô ha, và cao nhất là cái hạng Legion này, cao hơn 500 đồng Gafi thì chúng ta sẽ có thể nhận được 20% pool của mỗi IDO. Về các bước stack thì các bạn có thể xem ở dưới này ha, gồm các bước là kết nối ví nè, rồi chuyển sang mạng BNB nè, sau đó là mua Gafi. Đó, các bạn có thể mua Gafi ở trên các cái nền tảng như là KuCoin, Get.io hay là PancakeSwap ha. Sau đó chúng ta tiến hành là stack vào. Ngoài việc nhận được những cái ưu đãi từ GameFi thì các bạn còn có thể nhận được lợi nhuận sau khi stack đồng Gafi ha. Đó, thì anh em nào chúng ta muốn tham gia các cái phiên IDO của GameFi mà chắc chắn có suất thì chúng ta có thể stack cái đồng Gafi này. Rồi, quay lại với phiên IDO thì như mình đã nói là còn khoảng 1 ngày 18 giờ lúc mình làm video này sẽ bắt đầu phiên IDO ha, và hai cái phay trên gồm là reorder và phay đảm bảo thì sẽ dành cho whitelist và những người dùng đã stack cái đồng Gafi có những cái suất đảm bảo từ GameFi.
Đó, ngoài ra thì sẽ còn một cái file đó là FCFS ha. Đó thì file FCFS này sẽ mở ra cho cộng đồng để chúng ta có thể mua tự do. Tuy nhiên thì nó sẽ có số lượng giới hạn ha, nên là ai tới trước thì chúng ta sẽ mua được trước. Về thời gian diễn ra các file đối với pre-order thì sẽ bắt đầu từ 17 giờ giờ GMT cộng 7 giờ Việt Nam ngày 31 tháng 4. Và đối với file đảm bảo thì sẽ bắt đầu từ 14 giờ giờ GMT cộng 7 ngày 1 tháng 5 ha. Còn lại thì đối với file FCFS thì sau khi file đảm bảo xong thì sẽ bắt đầu file FCFS bắt đầu từ 18 giờ giờ GMT cộng 7 ngày 1 tháng 5. Đó thì có thể thấy là sẽ có hai cái ngày khác nhau. File đầu tiên pre-order thì sẽ là ngày 31 tháng 4 và hai file còn lại thì sẽ là ngày 1 tháng 5. Đó, nếu mà anh em nào chúng ta tham gia vào phiên IDO này á thì các bạn nên chú ý cái khoảng thời gian này ha. Rồi, và sau khi các bạn mua thành công IDO á thì nó sẽ có các cái bước như thế này ha. Đó thì sau khi các bạn mua xong á thì các bạn vào cái phần tài khoản của các bạn nè. Ở đây nó sẽ có phần là My IGO Pool ha. Thì các bạn tham gia những cái pool nào thành công nó sẽ có ở trong phần này. Đó. Rồi, và sau khi tới thời gian TGE á và các bạn sẽ có thể TGE được 40% đối với dự án Passenger này ha. Sau khi TGE xong thì các bạn sẽ thấy được cái phần lam ở đây và số lượng của các bạn ở đây. Ngoài ra thì trong cái lịch vesting á, sau khi TGE các bạn sẽ thấy được về cái lịch của các bạn ha. Đó thì nó trả vào ngày mấy nè, rồi các bạn sẽ lam trong vòng mấy tháng thì nó sẽ hiển thị trong cái phần là pool của các bạn hết. Và đối với dự án Passenger này thì lịch vesting của nó chỉ trong vòng 6 tháng thôi ha. Lần TGE đầu tiên thì chúng ta sẽ nhận được lên đến là 40% ha. Và anh em nào có tham gia thì nhớ chuẩn bị trước BUSD ha. Đó thì dự án này nó sẽ mở bán là đồng BUSD. Và chúng ta cần phải kết nối tài khoản, kết nối ví của các bạn với nền tảng GameFi. Sau đó là chúng ta setting về account ha. Và setting thì cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn muốn kết nối với các cái tài khoản mạng xã hội cũng được. Mà không kết nối cũng không sao ha. Bởi vì TGE thì nó cũng sẽ trả về cái ví của các bạn. Và ngoài ra các bạn muốn nhận thêm allocation thì chúng ta có thể stake thêm cái đồng GaFi, đồng token chính của nền tảng GameFi ha. Đó thì đây là tất cả những gì về sự kiện mở bán IDO của dự án Passenger ở trên nền tảng GameFi. Và sắp tới sau IDO thì GameFi và Passenger cũng sẽ có nhiều các sự kiện để cho chúng ta có thể tham gia và nhận được phần thưởng. Nên là nếu anh em nào chúng ta quan tâm về Passenger hay là GameFi thì các bạn có thể join vào các cái trang mạng xã hội của hai cái nền tảng này hoặc là join vào group CCA để chúng ta có thể tham gia được các sự kiện trên ha. Rồi, ok, và video của mình đến đây cũng xin kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy video hữu ích thì có thể để lại cho mình một like và một subscribe. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.